Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FA Channel. Hơn 200k anh em sẽ mua tai nghe True Wireless gì? Nếu như mà 200k anh em mua tai nghe ấy, thì anh em chỉ mua được một vài con tai nghe fake hoặc là tai nghe mà có chất lượng rất là kém và thậm chí khả năng đàm thoại của nó cực kỳ là tệ. Nhưng cũng từng đấy tiền, nếu như anh em mua con tai nghe True Wireless này thì mình đảm bảo rằng tất cả những thứ anh em cần nó đều có thể đáp ứng được hết. Đây là em tai nghe Wenki E2P. Với chiếc tai nghe này thì chất âm của nó tốt, thời lượng pin của nó ok, khả năng đàm thoại tốt. Và đặc biệt nó có những tính năng mà những con tai nghe khác ở trong cùng tầm giá không thể nào có được. Và cụ thể về chiếc tai nghe này nó như thế nào thì trong video ngày hôm nay các bạn hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Và với chiếc tai nghe này thì nó có mức giá chính xác là 289.000 tại Cam Store. Tuy nhiên mình sẽ để cho anh em 20 cái code giảm giá ở ngay phần mô tả và bình luận của video này. Mỗi code có giá trị từ 30 cho đến 50k. Thế nên là cái mức giá cuối cùng của chúng ta mua chỉ hơn 200 một chút xíu thôi. Quá thơm. Rồi, trước khi mà đi vào nội dung chính về chuyên sâu review ấy, thì mình cũng phải nói qua một chút về thương hiệu Wenki nè. Nếu như các bạn nghe thương hiệu Wenki thì bạn thấy rằng ô, đây là thương hiệu gì, đúng không? Nhưng Wenki là thương hiệu mà Oki họ bán ở trên Amazon. Tức là ở trên Amazon họ sẽ không bán với thương hiệu Oki mà họ sẽ bán với thương hiệu Wenki. Và với cái sản phẩm này, vì là thương hiệu con của nhà Oki nên là các bạn có quyền hoàn toàn an tâm về chất lượng. Rồi, còn bây giờ thì hãy đến với chiếc tai nghe của chúng ta ở đây. Đầu tiên ấy, chúng ta cùng nhau đánh giá một chút về cái phần vỏ hộp. Thì mình thấy rằng là với chiếc tai nghe Wenki E2P này thì mình thấy rằng cái phần đóng hộp của nó khá là nhỏ. Tuy nhiên, với chiếc tai nghe này sẽ có hai phiên bản hộp nha các bạn. Một cái phiên bản hộp nhỏ như thế này và một cái phiên bản hộp to hơn một xíu nhưng mà nó hoàn toàn bình thường. Rồi, và với chiếc tai nghe thì các bạn sẽ có model là E2P này, hình ảnh sản phẩm ở đây. Và nó có 3 chức năng mà những chiếc tai nghe True Wireless giá rẻ không bao giờ có. Wireless sạc không dây, noise cancelling mic, nó có khả năng khử ồn khi mà đàm thoại, nó có tính năng IPX6 kháng nước rất xịn sò. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng nhau khám phá xem bên trong hộp của chiếc tai nghe Wenki này các bạn sẽ có gì. Với chiếc tai nghe này thì mình cơ bản là mình đã tháo ra để test nó trước rồi chứ không phải là hàng nguyên siêu như các bạn. Và bên trong thì các bạn sẽ có ở đây là mã QR để quét này. Các bạn sẽ có tập sách hướng dẫn sử dụng của Wenki. Các bạn chỉ cần để ý giúp mình là cái phần thao tác chạm ở trên tai nó như thế nào ở đây. Đó, các bạn có thể là sử dụng một cách dễ dàng hơn. Và em tai nghe này thì nó cũng sẽ có thông số kỹ thuật ở trong cái phần sách hướng dẫn sử dụng. Các bạn nên để ý nhé. Rồi, còn đến với lại cái phần phụ kiện ở bên trong. Thì ở đây các bạn sẽ có chiếc tai nghe Wenki chính của chúng ta. Phiên bản màu đen cũng rất là đẹp. Và các bạn sẽ có ở đây là một hộp phụ kiện khác. Thì với cái hộp phụ kiện của Wenki ấy, thì các bạn sẽ có bao gồm đó là một cái sợi cáp và cũng như là những cái núm tai thay thế. Thì với cái núm tai này các bạn sẽ có bao gồm là 4 size, tai nhỏ, tai to gì các bạn cũng có thể đeo được. Và kể cả luôn cái bộ núm tai ở trên tai thì nó sẽ có tổng cộng đâu đó khoảng tầm là 5 bộ núm tai cả thành các bạn ạ. Mình nghĩ rằng là với cái số núm tai nhiều như vậy thì nó thoải mái đáp ứng cái size tai của chúng ta. Tai to, tai nhỏ thì cũng có thể đeo được. Rồi, và bây giờ hãy quay trở lại với chiếc tai nghe này. Logo ở trên tai là Wenki nhưng thực ra nó là Oki các bạn ạ. Tại vì mình thấy cách làm của Wenki thì tương tự luôn. Từ hoàn thiện sản phẩm cũng tương tự các bạn ạ. Các bạn sẽ có một cái phần vỏ hộp được làm từ chất liệu nhựa nhám, ít bám mồ hôi vân tay và cũng như khó sức hơn so với lại cái chất liệu nhựa bóng thông thường ở trên những con tai nghe True Wireless giá rẻ. Và mình thấy rằng cái khả năng hoàn thiện sản phẩm thì cũng ở cái mức là tương đối tốt trong tầm giá. Ít nhất là mình không thấy nhiều cái phần nhựa thừa, ba via giống như là những chiếc tai nghe Trung Quốc khác. Và với chiếc tai nghe này thì mình thấy rằng là cái phần bản lề của nó nhìn cũng rất là dày dặn, cứng cáp. Và kể cả là ở cái phần bản lề bên trong ấy, thì các bạn cũng sẽ có số ở đây để có thể check này. Và với chiếc tai nghe này thì nó sẽ sử dụng cổng sạc USB Type-C ở ngay phần phía sau. Và ngoài sử dụng sạc USB Type-C ra thì em này còn có luôn tính năng sạc không dây. Thì đây, mình đã có một cái cục sạc của Oki và mình cũng sẽ test luôn cái tính năng sạc không dây này để cho các bạn có thể xem là nó sẽ hoạt động như thế nào nhá. Ok, mình sẽ để lên. Thì các bạn thấy không? Là ba cái bóng đèn LED ở phía trước của cái cục sạc này nó đã sáng và như vậy nó đã sạc rồi các bạn ạ. Rồi, rất là hay.
Tuy nhiên thì mình thấy rằng là tính năng sạc không dây nó sẽ không thật sự là thực dụng lắm. Ok, tiếp theo nữa thì mình sẽ nói về cái phần kết nối. Thì với chiếc tai nghe này nó sẽ có khả năng mở nắp kết nối. Chúng ta không cần phải rút tai nghe ra giống như là những chiếc tai nghe True Wireless với mức giá rẻ khác. Các bạn chỉ việc mở ra, tai nghe sáng đèn và chỉ mất từ 3 đến 4 giây là ở trên con điện thoại của mình đã kết nối được với Wenpi E2P rồi. Và với con tai nghe này thì nó sẽ được trang bị công nghệ là Bluetooth 5.3. Tiếp theo chúng ta sẽ review về cái phần housing. Thì đây là phần housing của chiếc tai nghe Wenpi E2P. Mình thấy rằng là đây là một chiếc tai nghe True Wireless có thiết kế dạng in-ear. Tuy nhiên với cái in-ear ở trên con tai nghe Wenpi E2P thì nó giống với AirPods Pro, tức là nó sẽ không nhét sâu quá vào bên trong tai của chúng ta, nó chỉ nhét ở bên ngoài, miếng mớ bên ngoài thôi. Nên là khi các bạn đeo trong thời gian dài, nó sẽ không gây đau tai, không gây kích tai và gây khó chịu. Tuy nhiên, nó vẫn không phù hợp với những bạn mà chúng ta có cái lỗ tai, cái ống tai quá nhỏ đó. Nên là nếu bạn nào mà tai nhỏ thì mình nghĩ là chúng ta nên đeo tai nghe earbud. Còn nếu như là các bạn có cái size ống tai bình thường thì đeo con tai nghe này có thể là rất thoải mái và thậm chí là tai to đeo càng fit hơn. Và với con tai nghe này thì ở trên phần housing của nó cũng được làm từ chất liệu là nhựa nhám, nói chung là mình thấy nó hoàn thiện khá là đẹp, chỉnh chu. Và với em tai nghe này thì các bạn cũng sẽ có rất nhiều cái đầu mút để có thể thay như mình đã chia sẻ rồi, và nó cũng sẽ được trang bị tận lập 4 mic ở bên trên tai nghe để phục vụ cho cái tính năng đó chính là khử tiếng ồn micro MEMS. Nói chung á, thì với chiếc tai nghe 200k nó chỉ được trang bị từng đấy thôi là đã quá là tuyệt vời rồi, đúng không? Nhưng mà không, với chiếc tai nghe này thì mình thấy nó có thứ mà những chiếc tai nghe khác ở trong tầm giá 200k hơi hiếm, đó chính là chất âm cực kỳ tốt. Mình thấy rằng là với chiếc tai nghe Wenpi E2P này thì cái chất âm của nó gần như là vượt trội so với lại những chiếc tai nghe True Wireless ở trong tầm giá này luôn. Tại vì cơ bản những chiếc tai nghe ở trong tầm giá này thì nghe nó cứ đục đục, rồi con nào mà trep thì nó hơi bị chói, vân vân. Thì con này nhá, thứ nhất âm lượng của nó lớn, âm lượng của nó mình nghe bình thường chỉ bật ở mức 60-70% là đã cảm nhận âm thanh rất tốt rồi, mình bật lên 90-100% thì nó sẽ rất là lớn luôn. Nhưng mà lớn như vậy nó không hề bị kiểu như là bị chói nha các bạn. Đó, tức là khi chúng ta nghe nhạc ở cái âm lượng lớn thì nó vẫn ngon. Thêm nữa đó chính là về cái chất lượng âm thanh, chi tiết âm thanh mình thấy rằng là nó rất là ổn. Nó tách bạch rất tốt ở giải treble, giải bass và kể cả là giải mid. Và đặc biệt là giải bass của cái sản phẩm này nó không phải làm cho có giống như là những chiếc tai nghe True Wireless giá rẻ khác, mà bass của sản phẩm này thì nó sẽ thiên theo cái hướng là subwoofer. Tức là sao ạ? Các bạn sẽ có một cái tiếng bass đánh rất là có lực và các bạn có thể cảm nhận được cái âm bass ở level thấp, level cao và cao hơn hẳn, chứ không phải là cứ bùng 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 đó. Và các bạn nghe tiếng bass chiếc tai nghe này nó rất là phê. Và thật sự nhá, mình thấy rằng nó tương đương với những chiếc tai nghe 7-800. Còn cái phần giải treble và giải mid thì mình thấy rằng là nếu như các bạn hay nghe acoustic, những tiếng đàn, tiếng guitar, mình thấy rằng là tái tạo cũng rất là ổn luôn. Nói chung á, tai nghe này phục vụ cho cái nhu cầu nghe nhạc sôi động rất tốt, nghe acoustic và nghe tạp cực kỳ ngon. Về chất âm thì mình đảm bảo các bạn luôn, khó kiếm một chiếc tai nghe nào có thể qua được em này. Ok, đó là về phần chất âm, quá ngon. Còn bây giờ mình sẽ demo luôn cho các bạn tính năng đàm thoại của chiếc tai nghe này nhé. À, trước khi đến với đàm thoại thì mình cũng xin nói một chút là khi mà mình đeo chiếc tai nghe này, khả năng cách âm môi trường của nó tương đối tốt các bạn ạ. Tức là đã loại bỏ đi tiếng ồn môi trường, âm thanh môi trường được khoảng tầm 30-40% rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ghi âm từ chiếc tai nghe Wenpi E2P. Và chất lượng các bạn đang nghe hoàn toàn được thu từ chiếc tai nghe này ở trong điều kiện phòng. Và nó như thế nào thì cũng sẽ phản ánh đúng thực tế với cái chất lượng đàm thoại của các bạn. Nói chung thì nếu như các bạn đàm thoại ở bên môi trường ồn ào hơn một chút, xe cộ một chút thì nó vẫn tốt hơn rất nhiều so với lại những con tai nghe rẻ. Ngoài ra một điều mình thích nữa là em này cảm ứng của nó khá là nhạy, cái vùng nhận cảm ứng của nó lớn này. Các bạn chạm 2 lần tạm dừng, ấn giữ 2 giây next bài chuyển qua bài trước, ấn 3 lần thì các bạn sẽ mở trợ lý ảo Siri hoặc Google, nói chung là ổn. Về pin á, 5 giờ nghe nhạc với cái phần tai nghe này, và nếu như các bạn sử dụng với cái phần vỏ cây này thì tổng thời gian sử dụng pin của em nó sẽ loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 30 tiếng các bạn ạ. Nhưng mà thực tế mình nghĩ rằng nó sẽ dao động khoảng tầm 25 tiếng. Thì như vậy cũng đã quá ngon rồi. Và thêm một cái nữa là kháng nước IPX6, mình có test nhẹ nhẹ bắn nước vô ấy thì vẫn ok. Nói chung là với chiếc tai nghe này thì đây là một con tai nghe quá ngon để chúng ta mua về nghe nhạc giải trí. Thế thì con này nó ngon ngon như thế rồi có điểm yếu gì hay không?
đương nhiên là vẫn có điểm yếu. Điểm yếu của nó là gì? Độ trễ của nó sẽ rơi khoảng tầm là 150 đến 200 mili giây, nên là nếu như các bạn chơi game thì nó vẫn có delay nhẹ một chút, nó sẽ không thể nào chuyên được như là những con tai nghe về gaming. Rồi, đây là một cái video mình trên tay review chia sẻ các bạn về chiếc tai nghe Wenki E2P, và mình nghĩ rằng là với mức giá chỉ loanh quanh đâu đó khoảng tầm hơn 200k, em này vô đối anh em nhá. Ok, anh em nghĩ sao về Wenki E2P? Đừng quên để lại cho mình ý kiến nhận xét ở ngay phần bình luận của video này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye.